không nổi. Trả ra gì trời, đục hào mà làm gì. U con cua luôn, kẹp một cái trời trời ghê vậy, ngay cái ngón giò luôn. Hào là động vật gì ta? Động vật có vú. Ai phát ngôn vậy, ai phát ngôn gây sốc vậy? Hello, chào mọi người. Mọi ngày hôm nay Nguyễn Lì nhá, rủ mình đi đục hào nè các bạn. Giờ xem anh ta đục như thế nào nha. Không biết đục có nhiều giống như mình đục không nha các bạn. Bây giờ xem nó nha. Đù, dính một con nha các bạn. Ôi cái này mày đục mà cũng dính á hả? Dính chưa? Còn mới còn sống luôn á. Mày đục hào mà dính vậy? Dính hào. Đục hào là có con hào thôi. Đây nè, được con hào nè các bạn. Hào là động vật gì ta? Động vật có vú. Động vật có vú. Ai phát ngôn vậy? Ai phát ngôn gây sốc vậy? Đây là kìa nè, bé Linh phát ngôn gây sốc các bạn. Hào là động vật có vú. Đục dữ không ai? Ô cái này hào nhỏ các bạn ơi, không được bự hung à. Hào nhỏ quá à. Hai con mà hào nhỏ không à các bạn ơi. Không có hào bự à. Hào nhỏ không các bạn ơi. Sao không có hào bự vậy chứ vậy? Hào nhỏ xíu à. Em không biết nó lâu rồi, em không có đi đục. Không biết có cống hay có ai đục không. Hào nhỏ không các bạn ơi. Dính một con nữa nha các bạn. Con này là nhỏ, bự gì, tính đâu bự dữ. Nào nhỏ xíu rồi các bạn. Tiếp nữa hả? Tiếp. Ồ, con đó to à. Các bạn, một con nữa nha. Cống này chỉ được mấy con thôi. Tới cái cống khác rồi các bạn ơi. Mà bây giờ Nguyễn Lì đang đục các bạn. Một con nữa nha các bạn. Còn sống không ba? Sống, còn sống. Còn sống nha. Nó nói còn sống. Mà hy vọng nó cũng còn sống. Sao bạn? Em mới làm gì đâu mà hy vọng còn sống. Con còn bự nè các bạn. Ừ mày nói hay lắm. Con này thịt nhiều rồi các bạn. Các bạn thấy chưa? Ồ con này cốt ghê luôn. Thôi. Nãy quên đem theo trái chanh ha. Trái chanh ăn luôn hả? Ừ, quất luôn à. Nhìn nhịn này vô các bạn nghĩ là cái gì? Đá chứ là gì? Ơi. Chơi trò này nè, tao để trên xuống dưới coi cái nào cứng. Thôi chắc cái đó nó cứng hơn. Em ghé mà nó không chịu ghé. Ô, bự ha. Khúc này à, hào bự nè các bạn. Hào bự. Một con nữa nha các bạn. Ồ, bự vậy. Bỏ lên ăn thịt. Đó, có lính lát đi theo các bạn ơi.
quá trời con hàng để to rồi. Ôi, trời ơi. Con hàng là các bạn gì vậy? Bự hơn mặt nó luôn. Trời ơi. Hết yên đi so con hàng với mặt. Rồi lên chưa? Lên đi cống khác chưa? Mày không phải thằng sắm đâu. Đái à, đái à, vô 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 lùm đái à. Đái à, đái à. Còn sống không? Sống. Ồ, bự à, bự à. Bự, heo bự. Bự chà bá luôn. Con hàu bụng các bạn ơi, cái miếng thịt nó là các bạn ơi. Quá trời rồi các bạn ơi, thịt nè. Ôi. Không ấy bỏ họng nha luôn đi. Thôi. Ôi trời. Ê các bạn ơi. Cục ghê vậy. Nguyên cái miếng thịt. Chà bá luôn. Rồi các bạn. Chết rồi, đục con hàu quá là mất tiêu cái đục rồi. Ăn bé lên, bé Hiền. Nè hả, họng ra nghe bé Hiền. Có gì. Ăn đi. Trời ơi. Trời ơi. Rồi. Gì để rớt hoài vậy? Đục mà không kèm cái ta lại. Ngon lành nữa các bạn ơi. Tách ra kia vậy, về nó khó khó nướng mày. Tách ra gì lát thì khỏi tách rồi. Ngày nào con hàu nó ra rồi tao mới thấy. Dưới nước mà kêu người ta dòm thấy. Trời ơi chết rồi. Ồ, bự thiệt, bự thiệt, bự thiệt. Đâu rồi có ghẹt, cầm nó đỡ. Ồ. Ồ, các bạn thấy không, con này thịt nó ú rồi các bạn. Ờ nó uống hơn mặt nó luôn heo các bạn. Con hàu mà ổng đi so sánh với cái mặt mình rồi các bạn. Vậy mới ghê. Không mà nó mập thiệt. Nó mập uống hơn mày. Mày hơi ớt. Trời nghĩ sao so sánh kỹ trời. Dạ. Rõ tay mình bò nè. Nè rõ tay em xíu xíu rồi nè. Đây nè. Không thấy rõ. Nhìn dưới nước mà. Không thấy rõ. Chút xíu rồi là lấy đát chọi mày nữa rồi đó. Con nữa rồi các bạn. Bự à, mấy cái cống này hào bự bự không em? Cặp bên có một con nữa nè. Còn nữa hả? Còn nữa cặp bên. Nhiều đấy. Đá
ông đâu có đâu được nhiêu con đâu, có hai con rồi đúng không? Ừ, đúng rồi. Trời ơi. Sao bữa nay anh đỡ chớn cho anh xuống ngay bữa thứ là trồng cầm xuống dưới nhà em ơi. Làm gì lấy thịt à? Không có em. Lấy cái nhỏ mà lại rồi. Có làm rớt thịt hay gì rồi? Không, dính chấm. Đi nó miếng nó cạo ra. Cho em miếng thịt đi. Mình làm mấy rớt cái thịt con nào ra các bạn ơi. Thịt này đó. Nè há họng ra. Còn sống không? Chết rồi gì rồi? Còn sống. Chết. Sống rồi. Rồi nó chết. Còn sống nữa à? Một hồi nó chết. Hả? Một hồi nó chết. Trời ơi. Nếu mà một hồi nó vô nồi là nó sẽ chết. Nó cùng với chiếc lý. Con nữa nữa là bự lắm á. Mập á. Bó chạy lạnh rồi anh hai ơi. Còn không? Hết rồi, có bạn thấy không? Con thì đục thì, con thì đục đi. Hết rồi. Đứng lên. Hết rồi. Hết đi lên. Chiến là phẩm đó các bạn. Nãy giờ anh đục rồi có nghe đó các bạn. Thì hai anh em mình với mấy đứa nhóc sẽ đi cống khác nè các bạn. Cống này. Tới đây ngay cái cống mới nè các bạn ơi. Cống này rất là bằng phẳng đó. Đi thoải mái vô tư luôn. Mà ngay chỗ này thì hào nó chỉ được nhỏ nhỏ chứ không được lớn lắm nha các bạn. Có đập đâu. Nước cống người ta kìa. Đừng có la lớn. Có đập đập mạnh mạnh nữa, đừng có la lớn. Chút nhà cái quýnh này các bạn, nó không được bự nha các bạn. Hào không được bự nhưng mà có còn đỡ hơn không. Dạ nó hay chết đi mà nó hay vậy vậy nhả không nổi nhả ra gì trời, đục hào mà làm gì. U con cua luôn, kẹp một cái trời trời ghê vậy, ngay cái ngón giò luôn ghê vậy. Đem vô luộc đi. Mà của ai? Của chú. Thôi đi, chị đem giả đi ông nội ơi. Nè Việt, đem vô chung chú đi Việt. Hôm qua nha, kẹp cái là điên á. Đi. Ôi mẹ ơi, cuối cùng phản cúc coi đời con trong đài huynh nặng. Nó đem đi trả rồi các bạn. Con cua đó mình đem đi trả rồi các bạn ơi. Vì đây là cái cống của nhà của ông chú mình nha. Mình đem đi trả, không bắt. Của mình thì mình mới bắt. Của người ta thì cứ việc trả các bạn ơi. Còn hào là người ta cho, không sao. Không có con nào luôn hả? Không có con nào. Trời ơi, cái cống gì đâu, không có con nào hết trơn, chỉ có được con cua. Có con cua là quý giá nhất. Của người ta, phải của mình vậy đó. Đây là cái cống cuối của mình nha các bạn. Được có nhiêu con rồi các bạn. Ây da. Rồi mình bỏ vô mình đi về nha các bạn. Rồi thôi đi về, anh em chúng tôi đi về các bạn ơi, cũng lạnh rồi. Nó lạnh đó chứ mình không có lạnh. Thôi không ấy đi đục tiếp đi, anh em đi nữa. Thôi về được rồi, em cung rồi. Bạn thấy không, nước lớn lên cũng dữ lắm rồi các bạn. Nước lớn lên dữ rồi các bạn ơi. Thôi đi về. Về không? Về. Về không biết hiền. Khói bay lên nhiều rồi. Ừ, dạ.
Nhân. Nói ra chưa nè. Từ từ anh ơi, quốc vô cái hỏi ngõ đó. Thổi thổi. Chơi hai anh em ta công tình ta đi xách thùng xách bọng được. Hai người nào không có làm gì hết, ăn khí thế. Có làm rồi nè. Mình biết đó. Thôi hào nó rất là ngọt. Anh vô có mà hành nữa nó thơm nha các bạn. Cái mùi rất là nồng nặc. Hào mình tách ra nè các bạn, cái ruột nó các bạn thấy vô. Thịt đỏ này nè các bạn. Nước còn nhiễu nữa nè các bạn. Chú chét mà hành vô đi giúp. Có con nào thịt dài á, để lên đây nè, để vô cái này nè. Đang có mỡ hành luôn á. Hay có con nè. Ăn có mỡ hành nó mới béo, nó mới thơm à. Nó mới bổ dưỡng. Quá ngon nha các bạn, muốn bổ nữa là húp luôn. Ăn chanh vô húp. Quá đã. Con gì kìa. Thôi còn có mấy con à, hai anh em mình thưởng thức với con cuối này à, nha các bạn. Đây mời các bạn ăn cùng mình nha. Trời ơi nó ngon các bạn ơi, nó béo các bạn ơi. Vị béo của hào rồi thêm mặn mặn của mỡ hành nha các bạn, rất là ngon các bạn ơi. Còn có con cuối cùng rồi các bạn ơi. Ai con hào mà muốn rớt nước mắt. Trời sao em ăn đâu có rồi sao anh khóc dưới anh hai. Ngồi dưới đây nó tát vô rồi lấy gì không khóc. Ây da nóng quá. Nóng lắm các bạn rồi. Số hưởng luôn, không được ăn luôn. Có con hào mà cũng rớt nữa trời. Còn con cuối cùng mà. Giờ ăn hành rồi, cái này là khóc thiệt luôn rồi nè. Khóc thiệt rồi. Con cuối cùng mà ăn cũng không được nữa các bạn ơi. Buồn thề chứ. Mà thôi video của mình đến đây sẽ kết thúc nha. Mọi người cũng đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh mình. Rất nhiều mắt rồi. Bye bye.